xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai chiếu thủy chung nu nghe cô chú anh chị. Chung nu lá chung. Nó nhỏ nha, xíu. Đang ra búp hoa rất là nhiều ha. Đây, hoa nó đây anh chị. Rất là đẹp ha. Rất là thơm luôn. Hệ tai chi bẻ uống hết rồi. Mã số đầu tiên là 190. Cô chú anh chị nào có đang xem nhớ bấm đăng ký kênh để mình tiếp tục theo dõi những video mới nhất nha cô chú anh chị. Hoành 14. Chiều cao 52. Mã số 190. Ồ, cây chung nu rất là đẹp ha. Rồi cây này bà 700 ngàn của chú chị ơi. Bao ship tặng nhà cho mình. 192. Chung nu. Nu cục luôn ha của chú chị. Ồ, cục. Quanh 18. Chiều cao 27. Mã số 192. Rồi cây này 500 ngàn. 194. Chung nu nghe cô chú anh chị. Quanh 13. Chiều cao 40. Mã số 194. Rồi cây này cũng 500 ngàn. Bao ship tặng nhà cho mình. 94. 195. Quanh 16. Chiều cao 22. Mã số 195. Rồi cái này 450 ngàn. 196. Cây này đẹp nha chú anh chị. Hoa rất là thơm ha. Quanh 16. Chiều cao 25. Mã số 196. Rồi cây này 500 ngàn nha chú anh chị. 196. 197. Tô này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Quanh 16. Chiều cao 28. Mã số 197. 500 ngàn. 198. Cái này đang hoa, đang búp hoa rất là đẹp cô chú anh chị. Già nu cục hết á. Mai chiếu thủy chung nu nghe chú chị. Giá cũng khá là rẻ luôn. Quanh 15. Bao ship bao chậu toàn quốc luôn. Chiều cao 36. Mã số 198. Rồi cây này 700 ngàn nha chú anh chị. Rất là đẹp. 199. Quanh 16. Chiều cao 21. Mã số 199. Rồi 450 ngàn. Ngàn thôi. Bao ship luôn nha cô chú anh chị. Bao chậu luôn. Để bàn trà. Để bàn trà rất là đẹp. Quanh 16. Chiều cao 25. Mã số 201. Rồi 400 ngàn. Để rẻ luôn. 450 ngàn. 203. Quanh 15. Chiều cao 21. Mã số 203. 450 ngàn. 32. Mã số 203.
404 450.000. Xin kính chào chú anh chị. Hôm nay em mới về cái lô hồng ngọc mai chú anh chị. Hoa rất là đẹp luôn. Đó, nụ hoa nè. Có hoa có trái luôn ha. Trái nó giống như trái cherry vậy đó, ăn chua chua ngọt ngọt nha chú anh chị. Đó, này em cũng bán đồng giá là 250.000 một cây, em bao ship, ship cả chậu nghe cô chú anh chị. Cây đầu tiên là mã số 290. Cái này em cũng không có đo hoành nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị so sánh với cây diết long giúp em ha. Đó, em có để trên bàn anh chị so sánh với cây diết long ha. Rồi mã số 290 em chỉ đo chiều cao thôi. Chiều cao 17. Mã số 290. Rồi tiếp theo 291. Hoa rất là nhiều nghe cô chú anh chị. Đồng giá 250.000 em bao ship cho mình. Chiều cao 15. Mã số 291. Nhỏ mà nó quái. Chiều cao 24. Mã số 293. Rồi 250.000 đồng giá nha anh chị. 294. Chiều cao 15. Mã số 294. 297. Chiều cao 16. Mã số 297. Cao 13. Mã số 299. 300. Hoa rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao 14. Mã số 300. 301. Cao 16. Mã số 301. 302. Chiều cao 17. Mã số 302. Cây rất là quái và đẹp luôn chị. Hoa rất là nở ha. 303. Cao 16. Mã số 303. 304. Cao 14. Mã số 304. 308. Chiều cao 19. Mã số 308. Em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay em xin giới thiệu với cô chú anh chị một số loại kích rễ với một số dụng cụ nha cô chú anh chị. Hàng em đã sử dụng rồi, rất là bén nên giới thiệu với cô chú anh chị ha. Đầu tiên là loại kích rễ. Này hàng của Đài Loan Trung Quốc nha cô chú anh chị. Một gói này là 500g là nửa ký đó nha cô chú anh chị. Em bán gói nửa ký này là 200.000, em bao ship toàn quốc. Cái này là siêu kích rễ luôn nha cô chú anh chị. Loại này sử dụng rất là tốt, số anh em đã sử dụng rồi rất phản hồi là rất ok ha. Này em cũng đã sử dụng rồi nha cô chú anh chị. Này liều lượng của nó thì một gói 500g này mình có thể mình pha tới 300 lít nước nè cô chú anh chị. Một thôi là mình nếu mà tưới ít á mình tưới một muỗng cà phê đầy cho 5 lít nước. Một gói này mình sử dụng rất là lâu nha cô chú anh chị. Sử dụng cho tất cả các loại cây như mai vàng, nguyệt quế, linh sam, tất cả các loại cây ăn trái cái này kia cũng được nha chị.
rồi lan cũng được luôn nha cô chú anh chị. Đó, loại này siêu kích rễ nha. Loại này là tốt hơn nhiều N3M với Atonic nha cô chú anh chị. Này là chị mình tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Chỉ tưới gốc chứ không có phun lá ha. Chỉ tưới gốc thôi nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là em mới về loại dây nhôm nha cô chú anh chị. Dây nhôm đen loại 1 cực kỳ mềm dẻo luôn. À, bao hàng anh em luôn, anh em về sửa mà nếu mà cứng thì em sẽ đền lại luôn anh chị ơi. Đó. Cho anh em test hàng luôn, dây nhôm loại 1 cực kỳ mềm dẻo ha. Em có 4 loại thôi. Chỉ có 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly. Đó. À, đồng giá là 150.000 một ký. 150.000 một ký mà em bán một lần 3 ký em mới bao ship nha anh chị. 150.000 một ký. Ship mỗi lần là 3 ký, em bao ship. À, bao ship toàn quốc luôn nha anh chị. Thứ hai là về được cái kìm cắt dây nhôm. Kìm này thì bao hàng bán dữ dằn bán luôn nha anh chị. Cái này anh chị vừa sửa kiển nè, vừa cắt mấy cái cành nè ha, nhỏ là tuyệt vời luôn ha. Em đã xài rồi nè. Đó, dây nhôm thì em có chỉ có 3 loại thôi. 1 ly, 2 ly, 3 ly và 4 ly. Nói chung là từ 1 2 3 4 này là anh chị là sửa dây từ cây tầm trung trở lại là được hết trơn rồi. Chừng kia cây đại bự với bự mới dây lớn thôi. Đó, dây bảo hành là anh em là mềm dẻo luôn ha. À, 150.000 ký mà bán mỗi lần là 3 ký bao ship nha cô chú anh chị. Đó, 1 2 3 4, 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly là vừa cho anh chị sửa cây hết rồi. Với hai kìm cắt kẽm. Có thể nhấp cành được luôn nha anh chị, 150.000 một cây bao ship. Tiếp theo là cái loại kéo cắt cành nha cô chú anh chị. Loại này em đã xài rồi. Rất là im. Anh em giới thiệu cho cô chú anh chị. Này là này công nghệ của Nhật Bản nhưng mà sản xuất tại Trung Quốc nha cô chú anh chị. Giá chỉ 120.000. Đó, em bao ship toàn quốc luôn. Cái này em đã sử dụng rồi, em mới giới thiệu cô chú anh chị, em cho cô chú anh chị về mở ra kiểm tra hàng, bao bán mà không bán trả lại em ha. Em khẳng định như cô chú anh chị luôn á. Có 120.000 nhưng mà cực kỳ bán luôn đây. Nè, cây em xài cả năm trời đó anh chị thấy không? Cắt rất là mượt luôn á. Mặt cắt nè chị thấy ha, rất là bén nè ha. Đó. Rất là bén ngót luôn. Đó chị xem ha. Này hàng cũ này em đã xài rồi nè. Gần cả năm nè. À, xài rất là ok nha quý anh chị. Bền rất là bền. 120.000 nhưng mà xài rất là bền. Nó in đây là công nghệ Nhật. 120.000 thôi nghe cô chú anh chị. Em bao ship nó có hai loại, một loại màu cán đỏ với trắng với một loại đen. Cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em ha. Rồi tiếp theo là giới thiệu cho cô chú anh chị cái loại kéo tỉa. Này cũng là công nghệ Nhật Bản không nghe cô chú anh chị, rất là sắc bén luôn. Là một loại tỉa là tỉa dài. Với một loại tỉa là tỉa bầu. Đây em lấy cho cô chú anh chị xem ha. Cây cực kỳ bén nha. Cái này kéo tỉa này đồng giá là 180.000 một cây. Làm rất là đẹp cô chú anh chị xem ha. Rất là đẹp luôn. Đó, in chữ Osaka trong đây luôn nha anh chị. In chìm luôn ha. Đó. Rất là bén. Em bao bán ha, mấy cái hàng này là em bao bán, em đã sử dụng rồi. Cô chú anh chị về nhà tháo ra sử dụng, không bán thì trả hàng lại cho em ha. Điện thoại trả hàng cho em. Kéo tỉa thì nó có hai loại, một loại tỉa dài, một loại tỉa bầu. Đó. Thì cũng đồng giá là 180.000, em bao ship toàn quốc luôn nha cô chú anh chị. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu cho cô chú anh chị hai loại kìm cạp. Một loại kìm cạp xéo và một loại kìm cạp tròn. Hàng cũng có Nhật hết trơn nha anh chị, công nghệ Nhật hết. Bao bén hết vô anh chị. Đó. Đây, in chìm hết nha cô chú anh chị. Hàng cạp này thì là đồng giá là 350.000 một cây. Đó. 350.000 một cây. Em bao ship. Cô chú chị xem ha. Cây rất là đẹp. Đây là cặp xéo rồi quý anh chị, bao bén luôn ha. Mình có thể cắt cành, những cành nhỏ hoặc là cạp ha. Rồi tiếp theo đây là cặp tròn. Em lấy từng cây ra cho quý anh chị xem. Cặp tròn. Giá chỉ 350.000 một cây. Đó, em bao ship luôn. Cặp tròn đây anh chị. Đó.
hàng rất là chất lượng ha, in chữ đê, in chữ chìm tôi không nghe của chú anh chị. Rồi tiếp theo là cái cưa này, là cưa lách. Cưa này đúng là hàng thiệt phẩm nè anh chị, giá chỉ 70.000 mà bao ship luôn. Em bao bán cái cưa này ha anh chị. Đây em cưa thử cho anh chị xem nè ha. Đây cái nhánh này ha, nè em bao bán luôn đó, rất là bén nha anh chị. Mà cưa cái mặt cắt của nó rất là im nghe luôn chị. Đây nè, cưa lách nha anh chị đó, chỉ có 70.000 mà cưa lách này anh chị mua 2 cây em mới ship nghe luôn chị. Mua 1 cây em không ship, tại vì bán có 70.000 mà chị kêu ship 1 cây nên là lỗ nha anh chị. Em bán nếu mà cưa lách thì phải là 2 cây em mới ship 70.000 một cây. Rồi tiếp theo là bộ đục em mới về anh chị ơi. Bộ đục này gồm 8 cây ha. Cây thứ nhất nó cỡ hơn gang tay nè anh chị. Bộ đục khá là đẹp luôn á. Ha, 1 2 cây, 3 cây, 4 cây rất là bén. 5 cây, 6 cây, 7 cây, 8 cây. Đó, chị 8 cây ha. Chứ kèm theo một cục đục nghe anh chị, tặng thêm một cục đục này luôn. Một bộ đục này á em bán là 390.000. 8 cây 390.000 em bao ship. Tặng thêm một cái dùi cui đục luôn nghe cô chú anh chị. Đây, dùi cui rất là đẹp ha. Còn mấy hàng này rất là bén nè anh chị, xem nè. Cực kỳ bén luôn ha. Này em bao bán cho anh chị, về mà nếu mà đục mà không bán thì cứ trả hàng lại cho em ha. Gồm 8 cây đục, 8 cây đục với một cái dùi cui 390.000 em bao ship. Rồi cô chú anh chị nào cần thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0788 753 876. Rồi em cảm ơn và kính chào cô chú anh chị.